Hello, chào anh em ha. Nay quay cái bãi cho anh em xem nè. Hôm đánh cái bãi này có 40 mét rồi anh em. Từ đây qua tới đây chừng 10 mét rồi nè. Vô lưới mình khoảng 30 mét rồi anh em, đến 40 mét. Nè, chỉ có một khoảng này thôi anh em, sào giữa này nè. Một khoảng này nè, anh em thấy không? Rồi án mấy cái cây này nữa nè. Khổ ghê đó, đó. Anh em thấy không? Thành ra được cái lỗ nhỏ xíu gì à. Rồi tối nay cũng thất luôn anh em ơi. Đây quay thành quả cho anh em xem nè. Được hai con quất nha anh em. Với lại 5 con mỏ nhé. 5 con cà cú chứ, lộn. Thất rồi anh em ơi. Chung ra mình đổi đồng á anh em. Mình thấy cái đồng này nó đang cắt nè anh em. Cắt khúc trên đó. Khúc trên nhà trắng trắng. Giờ mỏ nhát nó về. Đánh cũng được 5 con. Ba cái cà cuốc anh em. Tối nay được có 1 con mắt xéo. Với lại con cò lép. 5 con cà cuốc nha anh em. Với hàng quất. Rồi. Thành quả nè anh em. Quất đó anh em thấy không? Đây con thôi chán quá anh em ơi, vậy thôi nha, thành quả chỉ được nhiêu đây thôi, anh em được nhiều không?